Như vậy, sau chặng đường 5 năm phát sóng từ năm 2018 tới nay, Đấu La Đại Lục phần 1 đã chuẩn bị kết thúc với 258 tập phim và một tập đặc biệt. Theo như dự kiến, tập đặc biệt sẽ có thời lượng khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, thời gian công chiếu khoảng chừng tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2023. Có thể nói, diễn biến trong tập đặc biệt này là vô cùng hấp dẫn. Hấp dẫn không chỉ bởi phim có cốt truyện lôi cuốn mà còn khá sâu sắc với những khoảng tĩnh lặng trong nội tâm nhân vật. Có thể nói, nếu như đã từng xem qua Đấu La Đại Lục, chắc chắn các bạn không nên bỏ qua tập đặc biệt này. Tuy nhiên, sau khi phần 1 kết thúc, để các bạn không phải nóng lòng chờ đợi, nhà sản xuất đã ngay lập tức tung ra trailer cực hot về phần 2 của Đấu La Đại Lục. Trong phần này, tựa đề của phim sẽ là Tuyệt Thế Đường Môn. Theo như mình đọc qua tác phẩm, ở trong phần 2, cốt truyện vẫn có chút khá giống với phần 1 khi nội dung xoay quanh hành trình trưởng thành và tu luyện của nhân vật chính. Thế nhưng, khác hẳn với phần 1, sang phần 2 này, những gì liên quan tới phần 1 hầu như đã không còn nữa. Đây sẽ là một sự lột xác hoàn toàn về nội dung. Thêm nữa, theo như nhà làm phim, phần 2 này, kịch bản sẽ có chút thay đổi so với nguyên tác khi thêm vào phim một vài nhân vật cũng như một số tình tiết. Điều này theo mình là rất hợp lý, bởi vì truyện gốc của tác giả đôi khi cũng có một chút nhầm lẫn. Khi lên phim, chúng ta cũng nên thay đổi để phim hấp dẫn hơn và xứng danh với bộ phim ăn khách nhất hoạt hình 3D hiện tại, đúng không các bạn? Và có một điều đặc biệt, mở đầu trong phần 2 này, tuyệt thế ám khí đường môn lúc này đã cực kỳ suy yếu. Thay vào đó, một đế quốc hùng mạnh đã mang tới một thứ rất mới mẻ, có thể giúp những người không có hồn lực hoặc hồn lực cấp thấp cũng có thể sử dụng được, đó chính là hồn đạo khí. Đây là một sản phẩm tựa như một cái máy móc có thể giúp người ta nhanh chóng thích nghi mà không cần quá chuyên tâm vào tu luyện hồn lực. Và cũng giống như ám khí đường môn của Đứng Tam, không cần hồn sư cấp cao, để sử dụng hồn đạo khí, hồn sư chỉ cần rót một chút hồn lực vào là đã có thể sử dụng rồi. Bởi vậy, nó vô cùng thông dụng, đây cũng là điểm đặc biệt của hồn đạo khí. Thế nhưng, khá giống với ám khí, hồn sư có thực lực càng cao, sau khi sử dụng hồn đạo khí sẽ càng có hiệu quả. Có thể nói, trong phần 2 này, mặc dù hồn đạo khí khá bá đạo và sớm xoắn ngôi của ám khí đường môn, thế nhưng, nhờ cô Hoắc Vũ Hạo, ám khí đường môn đã quay trở lại khi dung hợp hài hòa ám khí đường môn và hồn đạo khí là một. Và nói đến nhân vật chính, lần này xuất hiện sẽ là Hoắc Vũ Hạo, một người thuộc phủ công tước Bạch Hổ. Theo như trailer được nhà sản xuất giới thiệu, cha của Hoắc Vũ Hạo là công tước thuộc Hoàng thất Tinh La Đế Quốc. Ông tên Đới Hạo, hậu nhân 10.000 năm sau này của Đới Mộc Bạch. Trong những năm tháng trước, ông đem lòng yêu một nha hoàn tên là Hoắc Vân Nhi. Cuối cùng, kết quả của mối tình giữa hai người chính là Hoắc Vũ Hạo, nhân vật chính của chúng ta, và nhờ vậy, Hoắc Vân Nhi cũng không còn là nha hoàn nữa. Tuy nhiên, bi kịch lại đến với mẹ con Hoắc Vũ Hạo khi Đới Hạo đại diện cho Tinh La Đế Quốc xuất binh đánh trận. Bởi vậy, hai mẹ con đã bị công tước phu nhân, vợ cả của công tước Đới Hạo chèn ép. Cũng vì chuyện này, Hoắc Vũ Hạo sau đó đã lớn lên trong tuổi thơ vô cùng vất vả và đau khổ. Khi lên 10 tuổi, mẹ cậu ấy vì sự chèn ép đó mà mất mạng. Cũng từ đây, Hoắc Vũ Hạo một mình rời khỏi phủ công tước và tự tìm cho mình con đường để nâng cao thực lực để báo thù. Có thể nói, nhân vật chính Hoắc Vũ Hạo là một người rất đặc biệt. Cậu ấy sở hữu cho mình vũ hồn bản thể là Linh Mâu, một loại vũ hồn cực kỳ hiếm gặp. Thế nhưng, không chỉ đặc biệt ở vũ hồn, Hoắc Vũ Hạo còn có hồn hoàn vô cùng kinh điển. Nếu như ở phần 1, chúng ta thấy Đường Tam có được hồn hoàn từ Thâm Hải Ma Kình đã là khủng khiếp, thì sang phần 2, nhân vật chính của chúng ta còn có được hồn hoàn thứ nhất, tu vi còn vượt qua 100 vạn năm luôn. Không chỉ vậy, những hồn hoàn sau đó của Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn hơn Đường Tam rất nhiều. Tuy vậy, cậu thiếu niên này sau khi đến học viện Sử Lai Khắc lại phải lòng con gái của Đường Tam và Tiểu Vũ, một người con gái vô cùng xinh đẹp. Nói một chút về con gái của Đường Tam, cô bé này tên là Đường Vũ Đồng, nàng được huynh đệ Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãn chăm sóc và nuôi dưỡng ở tại Hạo Thiên Tông. Tuy vậy, Hạo Thiên Tông khi đó đã đổi tên thành Hạo Thiên Bảo, còn hai huynh đệ hồn thú 10 vạn năm chính là do Đường Tam hồi sinh sống lại. Và có một điều rất đặc biệt, ở phần 2 này, hồn thú đã phân chia cấp bậc cùng với sức mạnh khá rõ ràng. Không chỉ vậy, phạm vi sinh sống của hồn thú cũng đã mở rộng hơn rất nhiều. Bởi vậy, ở phần 2 này sẽ xuất hiện những hồn thú vô cùng bá đạo. Theo như hiện tại, với độ dài của truyện gốc, theo như mình dự đoán, bộ phim sẽ có khoảng chừng 300 tập. Nếu như chiếu liên tục như phần 1, vậy là chúng ta cũng phải mất tầm 6 năm nữa để theo dõi tiếp story đỉnh đám của Đấu La Đại Lục, đúng không nào? Đây hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian khá dài đấy. Thế nhưng dài thì sao nhỉ? Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục theo dõi đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.